Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Bản tin hôm nay chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 tại xã Hà Tân, huyện Tam Đường. Ban chỉ đạo diễn tập ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn tại huyện Tân Uyên. Lai Châu, một viên ngọc sáng lấp lánh giữa đất trời Tây Bắc, từ thiên nhiên văn hóa con người. Hành trình khám phá trải nghiệm tận hưởng những không gian thiên nhiên kỳ ảo thơ mộng và hòa mình cùng với đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc đang thu hút đông đảo du khách khi đến với Lai Châu. Lai Châu cũng đã có nhiều chiến lược và chính sách chào đón các nhà đầu tư. Tuần Văn hóa Du lịch Lai Châu tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 12 năm 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh là sự kiện văn hóa, kinh tế, xã hội nhằm giới thiệu quảng bá thu hút các nhà đầu tư và khách du lịch đến với Lai Châu. Tuần Văn hóa Du lịch Lai Châu tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ và lễ hội Thành phố Hồ Chí Minh, ngôi nhà của chúng ta. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Sàng Páng Mì, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, vừa tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 tại xã Nà Tâm, huyện Tam Đường. Tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri còn có đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành đoàn thể tỉnh, lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, các phòng ban chuyên môn huyện Tam Đường, lãnh đạo đảng ủy, ủy ban nhân dân, cử tri xã Nà Tâm. Sau khi nghe báo cáo kết quả kỳ họp, các cử tri xã Nà Tâm, huyện Tam Đường đánh giá cao hoạt động thiết thực, trách nhiệm của đoàn đại biểu Quốc hội Lai Châu tại kỳ họp, đồng thời kiến nghị tới Quốc hội tỉnh, huyện nhiều ý kiến như năm 2009, 2010, công ty Minh Sơn vào địa bàn xã liên kết với nhân dân thực hiện trồng cây keo, hình thức dân bỏ đất, công ty đầu tư cây giống, phân bón, vật tư kỹ thuật, công ty cam kết trồng 5 năm sẽ thực hiện thu hoạch, sau 5 năm công ty không thu mua gỗ cho bà con, đến nay đã được 12 năm, công ty không thực hiện theo cam kết và cũng không có ý kiến trả lời gì với nhân dân. Hiện nhân dân muốn đầu tư cây trồng khác thì không được nhà nước hỗ trợ theo chính sách hiện hành. Đề nghị công ty Minh Sơn trả lại đất cho người dân để người dân canh tác sử dụng. Đề nghị nhà nước sớm bố trí nguồn vốn thực hiện xây dựng hai cầu bê tông cho bản Cóc Cuông, Nà Tâm, Nà Vàn để thuận tiện cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản của người dân. Đề nghị nhà nước đầu tư xây kè cho bốn bản Nà Tâm, Nà Vàn, Phiêng Rằng, Nà Luồng. Chiều dài khoảng 3 km bảo vệ cho diện tích đất lúa 55 ha. Hàng năm diện tích đất lúa nói trên thường bị sạt lở vào mùa mưa lũ, không thể cải tạo được để tiếp tục canh tác. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận đánh giá cao các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội của hai xã đã đạt được trong năm 2022. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã giải trình các nội dung cử tri quan tâm theo thẩm quyền. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Giang Báo Mỹ đánh giá cao các ý kiến xác đáng tâm huyết của cử tri, đồng thời trả lời một số nội dung cử tri quan tâm theo thẩm quyền. Đồng chí trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đề nghị cấp ủy chính quyền xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân không tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, xây dựng các bản sáng xanh sạch đẹp để phát triển du lịch cộng đồng, tập trung phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần xây dựng xã ngày một phát triển, nâng cao thu nhập cho bà con nhân dân. Thưa quý vị, sáng ngày 23 tháng 11, Ban chỉ đạo diễn tập ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn tại huyện Tân Uyên. Sự và chỉ đạo cuộc diễn tập có đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo diễn tập ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Sự hội nghị còn có các thành viên Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, lãnh đạo một số phòng ban quân khu 2, lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, đại biểu Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố. Buổi diễn tập được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1, tổ chức hội nghị Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng, nhận định, đánh giá tình hình, điều chỉnh kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng, giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng, triển khai biện pháp ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn. Giai đoạn 2, tổ chức thực hành chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn tại khu vực điểm cao 986, bản Bó Lôn, xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên.
Qua cuộc diễn tập này nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành của cấp ủy chính quyền địa phương, vai trò làm tham mưu của các cơ quan ban ngành đoàn thể, các lực lượng về công tác phòng cháy chữa cháy rừng và bảo vệ rừng của huyện Tân Uyên. Trình độ phối hợp hiệp đồng trong chỉ huy, chỉ đạo khả năng huy động lực lượng, phương tiện và thực hành chữa cháy rừng, giảm nhẹ thiệt hại, khắc phục hậu quả do cháy rừng gây ra trên địa bàn. Thưa quý vị, những năm trước đây, công tác huy động học sinh ra lớp và giữ vững tỷ lệ chuyên cần luôn là một bài toán khó đối với tập thể cán bộ giáo viên, ban giám hiệu trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Tà Tổng, huyện Mường Tè. Tuy nhiên, năm học 2022-2023, bài toán khó đã tìm được lời giải. Nhà trường đã đổi mới được cách làm, sáng tạo và hiệu quả để vận động học sinh đến lớp, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần luôn ở mức 96% trở lên. Sau đây là phản ánh chi tiết của phóng viên thời sự. Năm học 2022-2023, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Tà Tổng, huyện Mường Tè có 7 lớp với 226 học sinh. Chỉ mới cách đây 2 năm, tỷ lệ huy động học sinh ra lớp cũng như tỷ lệ chuyên cần của nhà trường luôn ở mức thấp, chỉ trên 90%. Nguyên nhân là do có tới 100% học sinh của nhà trường là con em đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó thì chủ yếu là dân tộc Mông, trình độ dân trí còn hạn chế, cha mẹ ít quan tâm đến việc học tập của con em mình. Trước thực tế đó, xác định việc huy động học sinh đến lớp và duy trì sĩ số học sinh là việc hết sức quan trọng trong công tác nâng cao chất lượng giáo dục. Nên ngay từ đầu năm học 2022-2023, Ban giám hiệu nhà trường đã phối hợp với chính quyền địa phương vận động học sinh ra lớp, phân công giáo viên chủ nhiệm đến từng gia đình có học sinh nghỉ học để nắm bắt tư tưởng, hoàn cảnh gia đình và tìm ra nguyên nhân, hướng giải quyết để các em tiếp tục được đến trường học tập. Đó là vào những ngày cuối tuần, chúng tôi thường hay tổ chức các hoạt động như hoạt động chu chơi này cho các bạn học sinh để thu hút và cái sự thích thú tò mò để các em đi học, cảm thấy là đi học là một niềm vui khi đến trường. Chính vì thế mà lớp tôi là sĩ số đầu năm là 34 học sinh và đi học cũng rất là đầy đủ, lúc nào cũng tuần nào cũng thế sẽ đi học là 33/34. Chỉ có một học sinh đó là do bạn ấy có hoàn cảnh khó khăn quá nên là gia đình đã xin nghỉ 2 tuần học. Như vậy là tỷ lệ của lớp tôi sẽ là 98% so với cái tỷ lệ mà nhà trường đã giao cho với lớp học của chúng tôi. Với cách làm mới, sáng tạo và ngay từ những ngày đầu tiên thành lập, ban vận động đã huy động được 8 học sinh quay trở lại lớp học, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh và học sinh về tầm quan trọng của các buổi chào cờ, họp lớp. Qua đó, nhận thức của các em học sinh cũng như phụ huynh cũng đã được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ học sinh đến lớp cũng như tỷ lệ chuyên cần của nhà trường trong năm học luôn duy trì ổn định ở mức là từ 96% trở lên. Ngoài ra, nhà trường còn thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy, sử dụng máy chiếu trong dạy học để học sinh dễ hiểu, dễ nhớ bài hơn. Ngoài giờ học chính khóa thì chế độ cho học sinh bán trú luôn được đảm bảo đầy đủ về sinh hoạt cũng như chế độ dinh dưỡng để các em học sinh vơi đi nỗi nhớ nhà và học tập được tốt hơn. Nhà trường thường xuyên liên hệ với phụ huynh cũng như là tham mưu của chính quyền địa phương là trong quá trình các em học sinh đi về giúp gia đình thì phụ huynh cũng liên lạc và trao đổi với nhà trường, và nhà trường cho thời gian là phụ huynh một hay là hai ngày đó sau trong ngày nghỉ tuần, thì sau hết thời gian cuối tuần thì phụ huynh đưa các cháu đến trường. Những em học sinh mà đi theo gia đình đi nương xa thì nhà trường thường xuyên trao đổi với chính quyền địa phương để vận động học sinh ra lớp, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần theo kế hoạch giao là 96% trở lên. Cùng với duy trì tỷ lệ chuyên cần ở mức cao, tỷ lệ học sinh khá giỏi của nhà trường cũng tăng lên 29%. Đây thực sự là kết quả của sự quyết tâm và là nỗ lực thường xuyên và liên tục của thầy và trò nhà trường, phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Tà Tổng, cũng như của cấp ủy chính quyền địa phương. Đây xứng đáng là một điểm sáng trong công tác huy động học sinh ra lớp và bảo đảm tỷ lệ chuyên cần, hướng tới từng bước nâng cao chất lượng giáo dục cần được nhân rộng trong thời gian tới. Thưa quý vị, hiện nay đã bước vào mùa khô, nguy cơ xảy ra cháy nổ cao. Nhằm giảm thiểu các vụ việc liên quan tới cháy nổ gây thiệt hại về tính mạng và tài sản của người dân, Công an huyện Phong Thổ đã chủ động triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra nhắc nhở và xử lý các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Ghi nhận chi tiết của phóng viên thời sự. Thị trấn Phong Thổ là địa phương có nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà hàng, quán karaoke. Chính vì vậy, nguy cơ xảy ra cháy nổ là rất lớn. Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng này, thời gian qua, lực lượng công an thị trấn đã thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành tuyên truyền kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ tại các cơ sở hộ gia đình. Địa bàn thị trấn là nơi tập trung rất là nhiều
cửa hàng kinh doanh hay khu dân cư. Mùa này là mùa hanh khô rất dễ dẫn đến cháy nổ. Công an thị trấn tiến hành xây dựng kế hoạch, tham mưu Ủy ban nhân dân thị trấn ban hành kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn và tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy theo nghị định 136 và luật phòng cháy chữa cháy để đảm bảo các cơ sở chấp hành nghiêm luật phòng cháy chữa cháy cũng như nghị định 136 để đảm bảo công tác an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở trên địa bàn. Huyện Phong Thổ có 17 xã thị trấn. Những năm gần đây, huyện đã có bước tiến vượt bậc về nhiều mặt. Kinh tế xã hội phát triển, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng. Hệ thống nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh dịch vụ xuất hiện ngày càng nhiều. Các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhiều công trình thủy điện. Đây là điều kiện thuận lợi để huyện tiếp tục phát triển kinh tế. Tuy nhiên, cũng là yếu tố tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Trước tình hình đó, Công an huyện tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện kiện toàn Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, ban hành các văn bản chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, yêu cầu đội quản lý hành chính ra soát, xác minh các cơ sở thuộc diện phân cấp quản lý về phòng cháy chữa cháy, tổ chức tập huấn nghiệp vụ đối với cán bộ chiến sĩ được giao nhiệm vụ thực hiện công tác kiểm tra về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đến thời điểm này, lực lượng công an huyện đã tiến hành kiểm tra hướng dẫn đối với 30 cơ sở kinh doanh, lực lượng công an xã đã ra soát kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy 110 cơ sở. Trong thời gian qua thì công an huyện cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã song hành với cái sự chỉ đạo của nhân huyện thì lực lượng công an huyện cũng đã chỉ đạo công an các xã chính quy để thực hiện theo cái nghị định 136. Thứ nhất là cái phân cấp các cái hạng mục các cái công trình trên địa bàn về công tác phòng cháy chữa cháy thì cũng đã chỉ đạo trước hết là chúng tôi cũng tham mưu chỉ đạo về cái kiện toàn cái ban chỉ đạo về công tác phòng cháy chữa cháy từ huyện xuống các xã. Thì sau đó thì chúng tôi cũng đã có những cái kế hoạch để chỉ đạo lực lượng đội quản lý chính công an huyện tiến hành các cái cuộc kiểm tra hướng dẫn công tác phòng cháy chữa cháy. Nhờ các giải pháp phù hợp, đến thời điểm này công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn huyện Phong Thổ đã được thực hiện tốt, không để xảy ra cháy nổ. Tính mạng tài sản nhân dân được bảo vệ, bà con yên tâm sinh sống, lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Những năm qua, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên luôn tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển chăn nuôi đại gia súc tập trung, đồng thời áp dụng khoa học công nghệ vào chăn nuôi nhằm bảo vệ môi trường. Đến nay, nhiều hộ chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn thị trấn đã có cơ hội thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Để phát triển chăn nuôi đại gia súc và mang lại thu nhập cao, gia đình bà Ngô Thị Bắc, tổ dân phố số 32 thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên đã đầu tư chuồng trại nuôi hơn 10 con trâu bò sinh sản. Nhằm giúp cho đàn trâu bò phát triển tốt, gia đình bà Bắc luôn chú trọng khâu chọn giống, thức ăn cho trâu bò để đảm bảo đủ dinh dưỡng, đặc biệt là thường xuyên vệ sinh chuồng trại và tiêm vaccine phòng bệnh theo mùa. Khi vật nuôi mang thai, bà không thả rông như các hộ khác mà nuôi nhốt. Ngoài ra thì bà còn trồng cỏ voi để làm thức ăn cho trâu bò. Vì vậy, so với các hộ trong vùng, đàn vật nuôi của nhà bà Bắc phát triển và sinh sản tốt hơn. Gia đình thường xuyên phòng trừ dịch bệnh thường xuyên, rồi chuồng trại sạch sẽ, rồi trồng cỏ cho trâu bò ăn thường xuyên no, đủ, mùa ấm, mùa đông, mùa mát, và mùa hè. Thế còn phun diệt khuẩn thường xuyên. Để đảm bảo cho đàn gia súc gia cầm trong trang trại. Được biết hàng năm thị trấn Tân Uyên đề ra mục tiêu tỷ lệ tăng đàn đạt từ 5 đến 6%. Để đạt được mục tiêu này, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân tham gia chăn nuôi đại gia súc tập trung. Ngoài ra thường xuyên cử cán bộ xuống các hộ nắm tình hình, hướng dẫn cách chăm sóc phòng trừ dịch bệnh cho đại gia súc và đảm bảo vệ sinh môi trường. Do đó các hộ chăn nuôi gia súc nâng cao kiến thức, áp dụng vào thực tế cho hiệu quả cao. Đến nay, toàn thị trấn có 5.422 con đại gia súc, trong đó có 31 trang trại, gia trại. Nhiều hộ chăn nuôi đại gia súc với quy mô từ 20 tới gần 100 con trên một hộ. Trên địa bàn thị trấn thì đến thời điểm này chúng tôi thì đối với cái việc tình trạng mà gia súc, gia cầm thả rông ấy, thì cũng đã được hạn chế rất là nhiều bởi vì là ý thức của người dân đã nâng lên. Nên trong cái thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục là tranh thủ các cái nguồn hỗ trợ theo các cái nghị quyết của tỉnh để hỗ trợ cho cái việc làm chuồng trại, đặc biệt là cái chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 chúng tôi cũng đang được giao là 200 triệu
chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các hộ gia đình phát triển cái đại gia súc thì để làm sao mà nâng cao cái thu nhập và cái đời sống cho người dân. Mà điều chúng tôi mong muốn nhất đó là thay đổi cái phong tục tập quán của người dân là không thả rông nữa mà nuôi nhốt, nuôi có tập trung và chăn nuôi là gắn với bảo vệ môi trường. Và trong thời gian tới chúng tôi hướng như vậy. Với mục tiêu phát triển chăn nuôi đại gia súc tập trung theo hướng hàng hóa và bền vững, thời gian tới thị trấn tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy chăn nuôi phát triển, đặc biệt là tăng cường việc tuyên truyền, vận động người dân phát triển chăn nuôi trâu bò theo các mô hình nuôi nhốt tập trung. Ngoài ra khuyến khích nông dân chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng cỏ voi, cùng với đó lồng ghép các chương trình hỗ trợ của nhà nước về giống, chuồng trại để các hộ phát triển chăn nuôi nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nông dân. Năm 2022, mặc dù chịu tác động của dịch bệnh COVID-19, nhưng với sự cố gắng của các cấp các ngành, sự lãnh đạo sát sao của tỉnh ủy, sự giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh và sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế đạt và vượt so với cùng kỳ. Chính vì vậy, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP năm 2022 ước đạt là 8,96%, vượt kế hoạch là 7,7%, trong đó ngành nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,1%, công nghiệp và xây dựng tăng 13,2%, dịch vụ tăng 6%, tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người ước đạt hơn 48 triệu đồng. Trong thời gian qua, huyện Tam Đường đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã thị trấn tích cực tuyên truyền vận động nhân dân sử dụng diện tích đất, nguồn nước, phân hữu cơ để gieo trồng các loại cây rau màu. Từ đầu năm đến nay, nông dân toàn huyện đã gieo trồng 238 ha rau màu, đạt 91,5% so với kế hoạch năm, tổng sản lượng 751 tấn. Các vùng rau màu tập trung tại thị trấn Tam Đường, Bình Lư, Bản Giang, Bản Bo, Hồ Thầu. Việc phát triển diện tích rau màu đã giúp bà con nông dân trên địa bàn huyện có thêm nguồn thu nhập, cải thiện cuộc sống, vươn lên xóa đói giảm nghèo. Hiện nông dân trên địa bàn đang tập trung gieo trồng và chăm sóc các loại rau màu phục vụ cho Tết Nguyên đán sắp tới. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.